bắt tay để xuống kia với tổ trọng tài và các cầu thủ trước khi trận đấu diễn ra. Đúng rồi. Mở cái quay quay về phía trước đi. Chúng ta sẽ là trận đấu chung kết, trận đấu mà tất cả các đội bóng đều mơ ước được lọt vào, nhưng chỉ có hai câu lạc bộ ưu tú nhất, đó là câu lạc bộ Phú Hòa của bóng đá phong trào tại thành phố Hồ Chí Minh. Đội gia quân của Phú Hòa trong trận đấu này gồm có số 14 Lê Châu Hoàng Nguyên, số 9 Ngô Đức Tường, số 10 Nguyễn Tân Tuấn, số 16 Nguyễn Thế Hậu và số 6 Võ Phú Long. Như vậy là trận đấu chung kết đã bắt đầu rồi. Còn đội hình gia quân của các cầu thủ Nhật Kim Anh, đội bóng của Huỳnh Hiệp Đức gia quân với đội hình gồm có thủ môn mang áo số 1 Trần Thanh Sang, các cầu số 18 Nguyễn Tiến Duy, số 17 Nguyễn Hoàng Phương, số 15 Lưu Văn Hoàng và số 11 Hồ Nhật Vinh. Ở đây cũng là trận đấu mà như chúng tôi hay nói đùa với các bạn là đây là một trận đấu được dự đoán là rất khó dự đoán rồi. Cả đội đều quy tụ rất nhiều những cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao. Chính vì vậy mà chúng ta rất khó xác định được đội bóng nào sẽ là đội bóng sẽ lên ngôi giải đấu lần này. Tất cả chúng ta phải chờ đợi chẳng ít nhất là một tiếng đồng hồ nữa. Cá nhân xuất sắc của hai đội trong một đội hình rất đồng đều, rất tốt. Tấn Tuấn, Tấn Tuấn đang có 12 bàn thắng và nằm trong top đầu của các cầu danh sách các cầu thủ vô địch. Trên khán đài VIP của chúng tôi còn có sự hiện diện của ông Nguyễn Thành Tự, phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam. Cũng có một chiếc bay đã đáp xuống từ ngoài Quảng Nam vào với thành phố Hồ Chí Minh và để xem các cầu thủ, những người con xa quê hương thi đấu. Và còn có sự hiện diện của ông Mai Phúc, trưởng văn phòng đại diện báo công an thành phố Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng góp mặt. Và đề nghị tất cả xin dành một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng các vị khách quý của chúng ta. Có thể nói là Quảng Nam Đà Nẵng là địa phương có phong trào bóng đá rất mạnh trong những năm trước đây. Hiện tại thì có đội bóng Nam và Đà Nẵng đều có những đội bóng chơi ở những hàng đầu của quốc gia. Chúng ta đến với pha phản công, vào công không vào, rất nguy hiểm. Cơ hội phản công Tiến Duy, cú sút của Tiến Duy cũng không thành công, bóng đã trúng vào chân các trung vệ của Phú Hòa. Sau những phút đầu tiên có phần chậm rãi thì tốc độ của trận đấu được hai đội bất ngờ đẩy lên rất cao và cũng đã xuất hiện những cơ hội. Chút xa không được, Tiến Duy quyết định đá từ giữa sân. Đó là một cự ly rất khó có thể thành bàn, đặc biệt là cả hai thủ môn ở trận đấu này đều là những thủ môn chơi rất xuất sắc. Đó là thủ môn Trần Thanh Sang của Việt Kim Anh. Không vào, và đá bất ngờ. Đầu tiên là Phú Hòa này ra quân mà không có Bá Phương. Như vậy là trọng tài xác định đã có lỗi. Đây là tình huống đá phạt trực tiếp mà các cầu thủ của đội Nhật Kim Anh được hưởng. Các
cầu thủ của đội Việt Kim Anh đang đẩy hết sang phần sân của đối phương, thực hiện pha đá phạt trực tiếp này. Để đá phạt là Tiến Duy, không vào. Pha đá thẳng của Tiến Duy có lực đi rất căng. Phút sóng gió đã trôi qua trước khung thành của đội Phú Hòa. Tỷ số của trận chung kết vẫn chưa được mở. Vậy là trọng tài xác định lại đã có lỗi rồi. Cả số 15 Văn Hoàng cũng đang đẩy cao. Bàn đá chiến thuật. Cơ hội phản công. Trần Tuấn giữ bóng hơi lâu. Và Văn Hoàng đã là người đoạt được bóng. Cơ hội. Vào không? Không được. Hòa đã thoát hiểm. Bây giờ là cơ hội phản công. Hồ Đức Tường. Hồ Đức Tường đang chơi cao nhất trên hàng công của các cầu thủ Hòa. Bây giờ lại là một tình huống phản công nhanh nữa. Rất ít. Không được. Sự rất căng vẫn là của Tiến Duy. Bóng lại đi vọt xa ngang. Tôi nói là những người con Quảng Nam tại Quảng Nam Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt ham thích môn thể thao vua, đó là môn bóng đá. Thì bất cứ sân đấu nào của bóng đá phong trào tại thành phố chúng ta cũng thấy có sự góp mặt của những người con đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng. Bây giờ là pha phản công vào vùng, không được. Phú Hòa cũng đang tổ chức đánh chặn rất quyết liệt ở bên phần sân nhà. Một khi bị tấn công thì họ lùi tất cả bốn đối thủ vào sân nhà. Rất nguy hiểm, không vào. Pha đá cuối cùng của Nguyễn Văn Hoàng. Bóng đi chưa thực sự chuẩn xác. Đặc biệt là trong ngày thi đấu chung kết của chúng ta thì có rất nhiều những đồng hương Quảng Nam của Đà Nẵng của chúng ta đang học tập làm việc và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng góp mặt để mà động viên các cầu thủ thi đấu. Hòa đang khó khăn trong việc đẩy đội lên cao. Còn các cầu thủ Việt Kim Anh họ đang chơi đội rất đẩy lên rất cao ở bên phần sân của đối phương. Không được, pha đá quá sâu. Đó là tình huống chuyền bóng của Hồ Nhật Linh. Tân Tuấn. Tân Tuấn đi bóng rất khéo. Ngành vẫn là những động tác giữ bóng quá lâu. Ở phút sau thì các cầu thủ của phải đá càng ít chạm bao nhiêu càng tốt bao nhiêu. Điều đó đòi hỏi các cầu thủ phải có cự ly đội hình hợp lý, phối hợp đồng đội tốt và thực hiện những pha chạy không bóng tốt thì mới hy vọng có được những cơ hội thực sự. Các cầu thủ vẫn còn giữ bóng quá lâu và để mất bóng rất nguy hiểm. Và đột phá của Tiến Duy không được. Các cầu thủ vẫn mất bóng sơ đẳng, đó là giữ bóng quá lâu. Như vậy là Phú Hòa đã phạm về lỗi thứ tư. Sẽ là rất nguy hiểm nếu các đối thủ áo xanh tiếp tục phạm lỗi như thế này. Bởi hiệp đấu mà Phú Hòa chấp nhận chơi về một đời rất thấp. Thank you.
Phương. Em của thủ quá đội đang thi đấu chưa thực sự tốt. Rồi có tôn để Phú Hòa có thể mở được tỷ số của trận đấu. Rất tiếc là trong tình huống vừa rồi thì số 16 Thế Hậu lại kết thúc không thành công, không được. Tỷ số của trận chung kết vẫn chưa được mở. Võ Phi Long mất bóng rồi. Đội phản công. Các cầu thủ của hai đội đang trình diễn một lối chơi có phần khó hiểu rồi. Họ đột phá khi mà trước mặt có tới 3-4 đối thủ của đối phương. Cần phải đá ít chạm hơn rất nhiều. Có lẽ là trong hiệp 1 này hai đội chấp nhận chơi an toàn để tìm cơ hội ở hiệp 2 chắc. Phi Long. Tấn Tuấn rất tốt. Không được. Mất bóng với trận đấu phương rồi. Mà đồ ăn. Đồ ăn vào cơ. Đi chơi là một không. Như vậy là người ghi được bàn thắng cho Nhật Kim Anh là Tiến Duy. Những công đau ở trong bàn thắng này phải thuộc về Lưu Văn Hoàng. Lưu Văn Hoàng đã có một pha chuyển bóng rất tinh tế để số 16 Tiến Duy kết thúc thành công. Rõ ràng là các cầu thủ cần phải quan sát và thực hiện nhiều hơn những tình huống chọc khe thông minh hơn là những tình huống quyết tâm đi bóng đến cùng để tìm khoảng trống. Bây giờ thì đội hình của Phú Hòa buộc phải đẩy lên cao hơn. Lúc này thì số 13 Sơn Diệp của Phú Hòa cũng đã vào sân. Đối thủ mang áo số 11 Nguyễn Văn Tính cũng đã vào sân. Tiến Duy Chú Sơ và phối hợp có phần thanh thoát. Và người kết thúc là đối thủ mang áo số 17 Hoàng Phương. Tôi thấy mặt sân bãi vẫn đang có phần nghiêng về phía các cầu thủ áo đỏ. Đặt tiền không được. Sự sức nguy hiểm nhất của các cầu thủ Nhật Kim Anh vẫn là số 18 Tiến Duy. Cầu thủ có lực sơ rút càng rất căng bằng cả hai chân. Lỗi rồi, Tiến Duy đã bị phạm lỗi. Như vậy là các cầu thủ Phú Hòa đã phạm lỗi thứ 5. Đây là thời điểm mà các đối thủ áo xanh không được phạm lỗi nữa. Gần một lỗi thì ngay lập tức họ sẽ phải chịu một quả đá 10 mét. Không được. Nhật Kim Anh mỗi khi bị tấn công họ cũng lùi rất sâu về phần sân nhà. Phi Long bắt bóng nguy hiểm quá. Cơ hội đó mà Tiến Duy không được. Quá tiếc cho Tiến Duy trong tình huống này. Không cần phải một cú sút mạnh như vậy mà. Đáng lẽ Tiến Duy phải xử lý nhẹ nhàng và tinh tế hơn rất nhiều thì anh đã có được bàn thắng rồi. Cơ hội như vậy là không nhiều trong một trận đấu chung kết như thế này. Anh Hùng, anh có thấy tiếc cho Tiến Duy trong tình huống bây giờ không? Thật sự là quá tiếc. Một pha đấu mặt có thể là 10-10
mà Tiến Duy đã dứt điểm Rusanan, một sự đáng tiếc cho các cầu thủ Nhật Kim Anh. Nhưng mà Tiến Duy cũng chính là người đã mở được tỷ số của trận đấu chung kết này. Tỷ số rất căng của anh, nhưng ở trong tình huống vừa rồi thì Tiến Duy lại đá thì bóng đi hơi cao. Phi Long rất tốt. Có vẻ như các cầu thủ Phú Hòa vẫn chưa thực sự đúng với sức của mình. Thật nỗ lực. Và pha chơi sông sao của Trần Xuân Diệp. Hải Sai nổi tiếng cũng tại thành phố Hồ Chí Minh và cho thấy những người con của Quảng Nam đang làm ăn rất phát đạt và đang tạo được một phong trào thể dục thể thao rất tốt, đặc biệt là phong trào bóng đá cho con em của chúng ta đang học tập, làm việc và sinh sống tại thành phố. Trở lại với trận đấu chung kết thì bỏ tay đi, tỷ số của trận đấu vẫn đang là 1-0 tạm nguyên về phía đội bóng áo đỏ Nhật Kim Anh. Theo quan sát của chúng tôi thì cả hai đội đều có lực lượng rất tốt, nhưng những gì mà họ thể hiện chưa đúng với sức của mình ở trong trận đấu chung kết này. Có lẽ là tâm lý căng thẳng của một trận đấu cần phải loạt cúp làm hai đội thi đấu chưa đúng với sức của mình. Rồi là pha chút bóng của Nguyễn Văn Tính. Số 4 Trần Viết Trí cũng đã vào sân cho đội hình của Phú Hòa. Bóng không đến được chân của Tấn Tuấn. Rất tốt. Nguyễn Văn Tính. Lì đội hình của Phú Hòa cũng đang là hơi xa nhau. Anh là cầu thủ kết thúc tốt nhất của các cầu thủ Phú Hòa ở trên hàng công. Không vào. Đây ấy sao mà lại? Không được, mất bóng rồi. Hai đội đang chơi có phần căng cứng và một hiệp đấu khan hiếm bàn thắng, mới chỉ có 1 bàn thắng duy nhất được ghi cho Nhật Kim Anh mà thôi. Rất tốt. Tân Tuấn không được. Tân Tuấn cũng không có khoảng trống để có thể tung ra một pha kết thúc. Một pha chuyền bóng rất tốt của số 4 Viết Trí. Vì lòng cũng không giúp cầu môn một cách chuẩn xác. Cầu thủ trung vệ của bóng áo đỏ đã áp sát rất nhanh. Không được. Một
pha đá như vậy quả thực rất khó có thể thành bàn. Với tỷ số 1-0. Anh dự đoán trận hiệp thứ hai tỷ số là bao nhiêu? Như chúng tôi đã nói ở đầu trận thì đây là một trận đấu được dự báo là rất khó dự báo. Và chúng ta chờ đợi những kết quả những phút còn lại của đấu thứ hai này. Xin cảm ơn anh Ngọc, và anh Ngọc sẽ nói là kết quả sau khi trọng tài còi kết thúc hiệp hai. Vâng, đúng là như vậy, chúng ta chỉ còn biết cách là phải chờ đợi thôi. Hai đội đã chơi rất nỗ lực trong hiệp đấu thứ nhất, nhưng mà chỉ có một bàn thắng được ghi mà thôi. Vâng, cảm ơn. Nói chung là đối với các giải đấu phong trào ở phạm vi cả nước thì cháu cũng thường đi bình luận rất nhiều. Bia Sài Gòn được Quảng Nam cũng có làm rồi. Rõ ràng theo quan sát của chúng tôi, nếu có một giải đấu thì chúng ta đến lối pha phản công. Không vào, không vào, thưa các bạn. Suýt chút nữa thì Tiến Duy đã ghi bàn. Một tình huống phản công rất tốt của Nhật Kim Anh. Và vào lúc này thì số 9 Ngô Đức Tường đã trở lại trong đội hình của Phú Hòa. Và số 6 Phi Long đang là cầu thủ được đẩy lên chơi cao nhất trên hàng công. Thì Phú Hòa có vẻ vẫn đang khó khăn trong việc đẩy người lên cao. Ngô Đức Tường lộ rồi. Lùi đi, lùi đi. Bây giờ sẽ là tiếp tục một tình huống đá phạt trực tiếp nữa dành cho các cầu thủ Phú Hòa. Cùng trường giữa quý vị và các bạn người xem trên sân số 1 thì trên sân số 2, theo cập nhật của phóng viên chúng ta vừa đưa tin về thì không được cơ hội phản công, nhưng chuyện phản công cũng hơi sâu. Trên sân số 2 thì các cầu thủ Lộc Sport đang tạm thời dẫn cái cầu thủ Trường Sơn với tỷ số là 3-2. Cảm ơn anh Hùng về thông tin vừa rồi. Có một số khán giả cũng nhắn tin thì hỏi chúng tôi là nếu về Quảng Nam thì chúng ta sẽ chú ý đến ăn những món ăn gì nổi tiếng của Quảng Nam. Thì chúng tôi cũng có một số thông tin gửi tới các bạn khán giả trên sân, đó là nếu mà tập về Quảng Nam thì trước hết là không được quên món cơm gà Tam Kỳ, rất nổi tiếng tại núi Quảng Nam của chúng ta. Có một món mà các bác cũng phải nhắc chúng tôi, đó là món mì Quảng mà nổi tiếng rồi. Chứ còn là nếu mà ai đã về Quảng Nam thì phải có một lần thưởng thức món mì Quảng. Còn rất nhiều món ăn khác nữa như là bánh trắng Việt An. Như vậy là thêm một cơ hội nữa dành cho Tiến Duy, nhưng Tiến Duy vẫn chưa thể ghi được bàn thắng thứ hai. Sao? Ở Quảng Nam còn có món ăn rất đặc biệt, đó là món chuối chan nem chua. Đó món bánh tráng Việt An và món khoai lang chả đóa rất nổi tiếng. Có thể nói là về Quảng Nam các bạn đừng quên thưởng thức món khoai lang chả đóa rất là ngon. Đó là một số một số vấn đề ẩm thực tại Quảng Nam của chúng ta. Còn trở lại trận đấu chung kết, đây vẫn là một trận đấu mà đội chơi rất chặt chẽ, cũng đã có xuất hiện những cơ hội, nhưng khả năng tận dụng của hai đội là chưa cao. Và kết quả là họ vẫn đang tạm có tỷ số là 1-0 nghiêng về các cầu thủ áo đỏ Nhật Kim Anh.
phút mà Phú Hòa đẩy đội hình lên cao sẽ là cơ hội để các đối thủ áo đỏ phản công. Lúc này chúng tôi đã nhận định và từ một tình huống phản công thì đối thủ mang áo số 17 của Nhật Kim Anh đã ghi được bàn thắng để mà nâng tỷ số lên 2-0. Người ghi được bàn thắng là Nguyễn Hoàng Phương. Rõ ràng là khi mà Phú Hòa buộc phải đẩy cao thì các cầu thủ Nhật Kim Anh lại có cơ hội để chơi phòng thủ phản công đúng theo ý của mình. Rõ ràng là việc không thể đem đến giải đấu một đội hình đầy đủ rất nguy hiểm. Suýt chút nữa Hoàng Phương lại có bàn thắng. Một tình huống mà Phú Hòa vẫn chơi rất sơ hở. Rõ ràng là việc không có được đội hình đầy đủ ở trong trận đấu này đã làm Phú Hòa gặp rất nhiều khó khăn. Lỗi rồi. Quảng Nam cũng là nơi có rất nhiều địa điểm danh làm thắng cảnh. Đáng biết là thánh địa Mỹ Sơn ở huyện Duy Xuyên rất nổi tiếng. Và các bạn có nhìn về Quảng Nam định các bạn phải ghé thăm thánh địa Mỹ Sơn. Cầu thủ đang đứng trước bóng là đứng gì anh làm gì hoặc đứng chiều không vào rất tiếc cho các cầu thủ Nhật Kim Anh. Một pha dứt điểm nhưng mà đã bóng đi ra ngoài không thành. Đó là một tình huống mà các cầu thủ Nhật Kim Anh đã tổ chức phối hợp ít chạm khá tốt. Cái khả năng kết thúc vẫn là vấn đề. Theo chúng tôi, 2-0 vẫn chưa phải là một khoảng cách an toàn. Muốn chắc chắn có được cú vàng, các đối thủ áo đỏ sẽ phải đào sâu cách biệt. Và không! Như vậy là Thiên Nhi đã có được một thắng thua và nâng tỷ số lên 3-0. Và các cầu thủ Hoa đã đẩy đội hình lên quá cao và để cho đối phương khai thác một tình huống phản công chết người. Cái biệt đã là 3 bàn. Không thể có được bàn thắng là những phút đầu tiên của hiệp 2 thì Phú Hòa lại để cho đối phương có liên tiếp 2 bàn thắng nữa. Bây giờ thì khó khăn chồng chất trước mặt các cầu thủ áo xanh. Đội Thì Long không vào. Rồi là tình huống mà thủ môn của đội Phú Hòa đã dâng lên hỗ trợ tấn công cùng với các đồng đội ở bên phần sân của đối phương. Và kết thúc cuối cùng của các cầu thủ Phú Hòa bóng vẫn chưa chuẩn xác. Có lẽ các cầu thủ áo xanh sẽ phải tập trung cho Tân Tuấn chơi cao hơn để hy vọng vào những cú sút của anh. Và đặc biệt Phú Hòa vẫn không thể để sơ hở chết người như ở những tình huống vừa rồi ở bên phần sân nhà. Trên sân lúc này là các cầu thủ, một cầu thủ của Nhật Kim Anh đang nằm sau. Phút còn lại của trận đấu chung kết là những phút mà Phú Hòa sẽ phải rất nỗ lực. Và đoạn bóng của Phi Long không được, đá quá nhẹ. Rất tốt, vẫn tính.
Văn Tính sẽ phải chơi đồng đội hơn rất nhiều. Cú sút từ những cự ly như vậy quả thực là rất khó. Lần này thì anh lại chuyền bóng không chính xác. Và có lẽ sẽ phải tổ chức thay người nhiều hơn để tránh suy giảm thế lực, thì các cầu thủ áo xanh cần phải thay người liên tục ra vào để duy trì được sức bền. Cả thủ môn Bảo Nguyên cũng đã dâng cao. Rất tốt, Thi Long. Bảo Nguyên rất hay. Chú đi, vẫn còn. Không được. Đội vội phản công. Các đối thủ áo đỏ cũng phản công vội vã quá. Và lúc này thì số 4 Thiết Chí cũng đã trở lại trong đội hình của Phú Hòa. Trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn nếu Phú Hòa có được bàn thắng rút ngắn. Thiết Chí sút không được. Chỉ cấp vàng chỉ cách các cầu thủ hiệp Đức chỉ trong vòng vài phút nữa mà thôi. Các cầu thủ Phú Hòa đang nỗ lực rất tốt. Ở trận đấu này thì chân sút Tấn Tuấn cũng không nhận được nhiều khoảng trống. Rất hay, không vào. Cả thủ môn Bảo Nguyên cũng đã áp sát cầu môn của đối phương. Bây giờ tình huống phản công, không vào. Suýt chút nữa thì các đối thủ đó đã có được bàn thắng từ cú đá từ phần sân nhà. Khi mà thủ môn Bảo Nguyên đã dâng cao, các đối thủ Phú Hòa không còn gì để mất nữa. Đây đã là hiệp 2 của trận đấu chung kết rồi. Họ cần phải chất chiêu các cơ hội còn lại. Và ít nhất họ phải tìm kiếm bàn thắng đầu tiên để tạo được sự hưng phấn. Và khi đã có được sự hưng phấn thì những phút còn lại của trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Điều kỳ lạ là trong trận đấu này Phú Hòa đang rất khó khăn trong việc ghi bàn thắng. Vẫn còn. Trong khi đó thì Nhật Kim Anh lại lùi hết cả đội hình về phần sân nhà để mà tổ chức phòng thủ rất dày đặc và tìm kiếm cơ hội đá phản công rất nguy hiểm. Và không vào. Tỷ số đã là 4-0. Và bàn thắng thứ hai của Hoàng Phương ở trong trận đấu này. Điều quan trọng đó là bàn thắng của Hoàng Phương đã giúp cho các cầu thủ Nhật Kim Anh đào sâu được cách biệt. Và anh Hùng, khó khăn lại đang chồng chất trước Phú Hòa, phải không? Vâng, thưa anh Ngọc, bây giờ là không phải là khó khăn nữa rồi mà có thể nói là quá khó khăn. Bây giờ chỉ có thể là một phép màu cũng có thể là mà... Anh hãy nói theo cách của người Quảng Nam mình là như thế nào? Người Quảng Nam nói là quá khó khăn. Vâng, đúng là như vậy rồi. Khoảng cách 4 bàn không phải là một khoảng không thể vượt qua ở phút sau, nhưng rõ ràng là Phú Hòa cần phải chắc chiêu hơn. Bảo Nguyên, tất cả các cầu thủ Hòa đang đẩy cao vào không, vẫn chưa thể có bàn thắng đầu tiên cho Phú Hòa. Rồi là tình huống mà thủ môn của Nhật Kim Anh đã lăn xả. Có vẻ như là bây giờ chỉ có cầu thủ Phú Hòa đang dâng cao đội hình để tìm kiếm một bàn thắng danh dự cho mình mà thôi. Theo tôi là như vậy. Đúng không anh Nhọc? À, chúng ta cũng chưa thể nói được như vậy, bởi thời gian giờ vẫn còn. Nhưng theo chúng tôi nếu mà Phú Hòa tiếp tục dâng cao mà không có bàn thắng sẽ là rất nguy hiểm. Và anh Hùng? Vâng, đúng là như vậy. Với lối đá chơi 5 người thì nó tấn công rất mạnh, nhưng mà về phòng thủ thì không chắc chắn.
và rõ ràng là tình thế buộc các cầu thủ Phú Hòa sẽ phải mạo hiểm, không có cách nào khác. Họ vẫn đang trắng tay. Huy Ám được bắt bóng 3-0. Năm không rồi. Như vậy là người ghi được bàn thắng là số 11 Hồ Nhật Vinh, khi mà tỷ số đó là 5-0. Có thể là nói liền đến lúc này là được các cầu thủ dấu chấm hết đã cho các cầu thủ Phú Hòa FC rồi. Không anh không được nói như vậy về thời gian vẫn còn, nhưng dưới tay ta sẽ dùng từ gì gọi là hơi chịu khó khăn một chút đi. Cơ hội lại thuộc về phía các cầu thủ áo đỏ. Vâng, như vậy là 6-0 mất rồi. Có vẻ như Tiến Duy là người ghi được bàn thắng đúng không anh Hùng? Cầu thủ vừa ghi bàn là Tiến Duy. Vậy là Tiến Duy cũng có hat trick trong trận đấu này. Rõ ràng là đến thời điểm này thì Phú Hòa không còn gì để mất nữa rồi. Các cầu thủ của đội Phú Hòa đã chơi tốt ở đầu trận đấu này, nhưng vào hiệp 2 thì họ lại có những tình huống mạo hiểm một cách theo chúng tôi là hơi quá để cho đối phương khai thác quá nhiều những tình huống đá phản công. Nhưng thời gian của trận đấu vẫn còn và các cầu thủ Phú Hòa cần phải chiến đấu. Chưa thể nói trước điều gì khi mà trọng tài chưa còi khép lại trận đấu chung kết. Chỉ có điều chúng ta thấy được là Nhật Kim Anh đang kéo chiếc cúp lại gần với mình hơn mà thôi. Vô luôn cả. Các cầu thủ áo đỏ đang chơi thăng hoa và vào thời điểm này thì thủ môn Thanh Sang cũng đã có bàn thắng thứ hai. Một pha đá thẳng của thủ môn Thanh Sang sau khi bắt được bóng và đã thanh bàn. Như vậy là tỷ số của trận đấu đã vượt quá tỷ số của một ván tennis rồi. Tỷ số có thể là 7-0. Phú Hòa đã trình diễn một lối chơi không thực sự thuyết phục với một đội hình của mình ở trong trận đấu chung kết thiếu vắng các cầu thủ chính thức. Và theo thông tin mà chúng tôi có được thì vì rất nhiều lý do khác nhau các cầu thủ Phú Hòa không thể đem đến một đội hình mạnh nhất của mình ở trong trận đấu đây. Và việc họ thất bại theo chúng tôi cũng là dễ hiểu thôi. Các cầu thủ Phú Hòa đã chơi không tốt ở trong trận đấu quan trọng này. Ngoài cầu thủ bị thẻ đỏ đó là Bá Phương. Các cầu thủ Phú Hòa sau rất nhiều những nỗ lực họ đã có được bàn thắng đầu tiên. Đỗ Đức Tưởng và Đức Tưởng đã có được bàn thắng đầu tiên để mà rút ngắn tỷ số xuống còn 1-7. Hy vọng là sau bàn thắng này Phú Hòa sẽ hưng phấn hơn. Thời gian vẫn còn. Lỗi rồi. Thả nguyên. Vẫn không được. Cái đường áo xanh không được để mất bóng với chân của đối phương. Thực sự thì đây là một trận đấu quy tụ rất nhiều những cầu thủ xuất sắc, nhưng họ chơi theo cách chơi riêng của mình và không đem lại sự hứng khởi thực sự cho khán giả.
như trận đấu tranh hạng 3. Trận đấu tranh 3 là một trận đấu mà hai đội đã đẩy kịch tính lên rất cao. Đi đâu vậy? Đổ ảo nữa. Để bắt bóng nguy hiểm quá vào. Không vào. Xin chút nữa thì các cầu thủ áo đỏ lại có bàn thắng thứ 8 cho mình rồi. Số vẫn đang là 7-1. Anh Hùng, cuối cùng thì trước đây cũng là trận đấu có nhiều bàn thắng. Vâng, có thể nói là đây trận đó có nhiều bàn thắng, trận chung kết có nhiều bàn thắng nhất trong các trận chung kết mà tôi đã từng xem qua. Có thể nói là như vậy. Nhưng đó là đây không phải là một trận chung kết hấp dẫn rồi anh Hùng. Vâng, có thể là thế trận các cầu thủ đã đưa đến trận chung kết có thể nói là hơi tẻ nhạt. Có lẽ là một là tính chất của trận chung kết thì hai là theo chúng tôi Phú Hòa không đem đến một lực lượng mạnh nhất ở trận đấu này. Các cầu thủ còn lại của họ này cũng có được phong độ thực sự tốt. Và việc các cầu thủ Nhật Kim Anh đoạt cúp theo anh là hoàn xứng đáng. Có thể nói là đến nhiều phút này các cầu thủ Nhật Kim Anh đã chạm tay được vào chiếc cúp của mình rồi. Yeah, còn lại ban tổ chức chúng tôi trao cúp đi mà thôi. Có thể nói là đã sắp vậy rồi. Là các cầu thủ Phú Hòa theo chúng tôi là đoạt hạng nhì cũng là thành công rồi phải. Vâng, theo nhận định của giới chuyên môn cũng như là chúng tôi thì các cầu thủ Phú Hòa hoàn toàn xứng đáng để đá trận chung kết này. Có thể là giành cúp nếu như trận chung kết này đó đúng với tinh thần những trận đấu và các cầu thủ Phú Hòa đã thể hiện. Vậy là để vượt qua 16 đội bóng khác có mặt ở trận đấu chung kết cũng là thành công rồi. Hay ta phải nói về Phú Hòa như vậy. Yeah. Có thể nói là bây giờ là các cầu thủ Phú Hòa đến nhiều hôm này cũng là đã quá thành công. Rõ ràng là Phú Hòa cần phải cẩn trọng hơn trong việc đem đến đội hình cho một trận đấu chung kết. Theo chúng tôi lực lượng Phú Hòa còn rất mạnh. Rất tốt. Không được. Hết rồi. Như vậy là cuối cùng thì trận đấu chung kết thật là hiện nay các cầu thủ của đội Nhật Kim Anh đã vượt qua Phú Hòa với tỷ số là 7-1. Như vậy là trận chung kết đã kết thúc. Xin chúc mừng các cầu thủ của các Nhật Kim Anh. Chúc mừng ông Nguyễn Văn Nghiệp và các học trò của mình. Cũng xin chia buồn với ông Trần Văn Quốc Tường và các cầu thủ của Phú Hòa FC. Không thể đắc mất.